Nhưng việc mình thì mình chịu, mình không trách ai được. Cái nhân duy nhiều này là nghiệp, cái nghiệp của mình. Khi kia mình vấn lo thì kiếm này, mình vấn lại ở thì về. Cái trong tâm thì không có buộc, không tuổi gì mà dây lại đây thứ cái gì đó. Tại vì vậy đó, cái chú đó chưa không hiểu đạo, hiểu đời. Trời cộng đồng mạng cho chúng là như thế nào thì chị không biết. Nhưng mà trong cái đường tu vô sư, sư bị giúp đỡ cái quá là đau khổ trong cuộc đời đường tu vô sư. Nay là 12 năm rồi. Sư ghi, sư sinh gia y sĩ là 25. Sư đắp cái y này từ đây là bao nhiêu năm rồi. Sư nguyện sư ôm cái y này suốt cuộc đời. Dù ngang ngang khổ sở cỡ nào sư nguyện ôm cái y này, sư sống suốt cuộc đời của sư. Mà tại sao hôm nay cái nạn này nó đến với sư? Sư đắc buồn trong hân tâm, không lẽ đừng tu mình đến đây nó đã đến sao? Nghiệp mình nó đã tới hay sao? Sư chỉ trải lòng cho mấy chú như vậy thôi. Dạ sư ơi, cho anh em con hỏi rằng hôm đó là sư là người bị tác động nhiều nhất đúng không? Dạ dạ. Là con thấy là đạp sư nữa, thì lúc đó là cô sư bây giờ sức khỏe sư như thế nào rồi? Thì coi như nói chung là cái người tu thì cũng có long thần hộ pháp, họ đỡ hết. Yeah. Thì thời gian đó là sư vẫn đau, vẫn điên. Nhưng mà trong cái chánh niệm, trong cái đau đớn của sư thì sư về thì sư hành thiền. Trong vòng chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ thì sư thả thiền, thì người sư nó vẫn bình thường, nó không có chuyện gì xảy ra. Cho nên ví dụ mà sư có tác hại gì thì nhờ mấy chú chi tùng thì đều lên sư quan nghỉ. Dạ rồi. Khuyên chú, mấy chú buông tha cho chú đó đi. Dạ. Sư ơi, cho con hỏi là con nghe có nhiều thông tin là cái hôm đó hai sư đi khắc phục ngoài thật ở ngoài chợ đó, thì có bà con mình Phật tử người ta cho xôi, thì con nghe người ta nói thôi nha, trên mạng nói thôi là cho hai hộp xôi mà hai sư không nhận xong rồi dục đi, cái chuyện đó có thật hay không? Sư thầy đây hai bên gia giáo mười phương chi Phật không long thần hộ pháp, nếu sư làm những công việc đó thì sau này sư sẽ đi sư đội về chính tầng địa ngục. Nếu nói về ai, các vị cộng đồng ai hiểu về cái chính tầng địa ngục rất là nặng. Còn nói về cái đời thì nó thề thốn, nó nhiều cái nó thâm sâu, nhưng mà sư là người thu, sư chỉ là thề một câu, nếu mà cái gói soi đó mà sư có làm như vậy thì sư kia ra đi thì sư sẽ đi về chính tầng địa ngục, sư sẽ bị đọa đày. Đó là những bên TikTok người ta cắt ghép ta nói vô thôi. Đúng rồi, sợ ra chưa có ai thấy. Dạ. Con cũng có phỏng vấn một cái người. Bây giờ á, sư thọ nhận được, sư được cái phước của chú kia cúng dường. Nếu chú sẽ nhận không được, những trẻ sinh ăn hay những chú chạy xe ôm, chú chia sẻ lại điều đó cho người khác ăn, những người nghèo thế gian nó còn khổ, thì cái phước báo đó cùng cao cùng nhau tả thể, thì cái phước cái người cúng cho sư thì chia sẻ cho người khác, thì phước tới sư cũng được một miếng, rồi người cúng nó cũng được một miếng, chứ có đâu là chà đạp cái hộp gạo là hộp ngọc của đàn nam tính thí mà mình làm vậy sao có được. Cái tâm mình ở đâu? Yeah. Mình tu để làm gì? Yeah. Cái điều đó là quan ức cho sư lắm. Tội lỗi. Nếu vị nào mà đặt diện, cái kênh nào đặt diện cho sư, thì tự cái kênh đó phải xem xét lại trong cái lương tâm của vị đó cầm lên làm cái YouTube. Yeah. Tại vì làm đây có thật và thật, giả là giả. Yeah. Ví dụ đơn giản sư là giả, yeah, thì mấy chú cứ bình luận sư là giả. Còn sư thật thì chúng ta cho là sư là thật. Thế nào thật ra thật, giả ra giả. Dạ, Tâm Chánh Pháp xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay Tâm làm cái clip này để xin cáo lỗi với tất cả mọi người tin tưởng Tâm cũng như là yêu quý Tâm. Một lần nữa Tâm xin cáo lỗi và xin lỗi tất cả mọi người, bởi vì hôm qua Tâm có làm một cái clip nói về hai cái vị sư bị tấn công, đó là sư Minh Nhàn ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay mình xin cáo lỗi bởi vì có một số bạn bè nhắn tin cho mình, đưa clip đó cho mình, nói là đây là vị sư và bị nam thanh niên nó tấn công. Thì mình có hỏi đi hỏi lại là phải không, thì bạn đó nói là phải. Thì thực sự mình cũng chưa có tìm hiểu thông tin kỹ, cho nên mình cũng không có thời gian đó quý vị. Cũng vừa đi làm, rồi rảnh thời gian thì mình lên làm clip để mà bảo vệ cái chánh pháp của đạo Phật. Thì thật sự mà nói thì Tâm cũng hơi quá hồ đồ, cũng như là thông tin mình tin tưởng người ta quá nhiều, cho nên là do sơ suất này mà một lần nữa thì Tâm cũng xin lên cáo lỗi với tất cả cộng đồng mạng, cũng như cáo lỗi với tất cả những người mà tin tưởng Tâm. Tâm cũng xin sám hối những gì mình đã làm. Hai cái vị sư mà bị tấn công không phải là sư Minh Nhàn ở Vũng Tàu nha quý vị, mà là hai vị sư này là ở quận 12. Bây giờ thì mình sẽ đưa cái thông tin chính xác, còn cái thông
thông tin hôm qua thì một lần nữa Tâm sẽ cáo lỗi với tất cả mọi người, mong mọi người hãy thông cảm bỏ qua cho Tâm. Đây cũng là một cái bài học, tuy rằng là bà con không có nói gì Tâm, nhưng mà Tâm cảm thấy như ái nái như là mình đưa cái thông tin sai, bởi vì chắc có lẽ mọi người cũng biết từ đó giờ Tâm làm cái gì thì đều có bằng chứng cụ thể thì Tâm mới làm. Nhưng mà hôm qua tại vì Tâm có lẽ là Tâm quá tin tưởng anh em bạn bè ở trên mạng, cho nên là Tâm hơi hồ đồ, hơi nóng vội. Một lần nữa thì Tâm cũng xin cáo lỗi với tất cả mọi người và mong mọi người cũng thông cảm bỏ qua cho Tâm. Thì hôm nay thì Tâm cũng sẽ hứa với tất cả mọi người, trước khi làm một cái vấn đề gì thì Tâm sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng, chính xác 100% thì Tâm mới lên clip để chia sẻ với tất cả mọi người. Chứ còn nếu mà mình không tin ai nữa, thật tình mà nói thì mình hơi quá hồ đồ đó, là Tâm hơi quá hồ đồ cho nên là tin tưởng anh em rồi, nhưng mà cuối cùng thì tin này là không phải. Chắc có lẽ là những người bạn đó, những cái bạn mà nhắn tin cho Tâm, nhắn những cái hình ảnh đó cho Tâm đó, thì chắc có lẽ là bạn đó cũng bị người khác người ta lừa gạt. Có một số trang mạng á, họ lấy cái thông tin họ dịch gần đó, họ câu view thì họ đưa cái thông tin đó cho người bạn của Tâm, thì người bạn của Tâm đó mới đưa cái thông tin lại cho mình để cho mình nói. Nhưng mà thực tế tại vì mình tin anh em bạn bè quá cho nên là mình cũng chưa có tìm hiểu thông tin, bởi vì Tâm cũng còn đi làm, vừa đi làm cho nên là vừa làm clip này kia đó, thì nó chung là Tâm cũng thiếu thông tin. Cho nên một lần nữa thì thành thật mà nói thì Tâm xin là cáo lỗi với tất cả mọi người, mong mọi người hoan hỷ bỏ qua cho Tâm nha. Và từ nay thì Tâm cũng xin hứa với tất cả mọi người, trước khi ra clip thì Tâm sẽ tìm một thông tin chính xác sự thật thì Tâm mới làm, còn nếu mà cái thông tin mà Tâm chưa tìm hiểu thì Tâm sẽ không làm. Chắc có lẽ là mọi người cũng đã theo dõi Tâm lâu rồi đúng không ạ? Tâm không bao giờ nói mà cái gì mà không có chứng cứ, nhưng mà cái này hơi sơ suất, bởi vì trong cái xã hội này mà đôi lúc nó cũng có cái sơ suất. Nhưng mà một lần nữa thì Tâm cũng xin lỗi với tất cả mọi người. Thì thật sự mà nói thì sư Minh Nhàn cũng là một vị chân tu, cũng là người để nuôi dưỡng các em cơ nhở, những em mồ côi rất là nhiều. Thì nếu mà tất cả mọi người có cái lòng hảo tâm thì đến đây giúp đỡ cho thầy. Còn bây giờ mình sẽ đưa cái thông tin là hai cái người bị tấn công là ở chỗ Gò Vấp, thì bây giờ đây là thông tin chính xác. Còn hôm qua, tin hôm qua thì mình một lần nữa mình xin lỗi tất cả mọi người, mong mọi người thông cảm bỏ qua cho Tâm. Tâm hứa từ nay sẽ làm cái gì phải tìm hiểu chính xác rõ ràng thì Tâm mới đưa lên, còn nếu không thì Tâm sẽ không đưa. Dạ, xin cảm ơn tất cả mọi người, mong mọi người quan hệ bỏ qua cho Tâm. Còn bây giờ thì Tâm sẽ đưa cái thông tin chính xác 100%. Tâm đã tìm hiểu rất kỹ rồi, và Tâm cũng đã hỏi nhắn tin nói chuyện với cái người đưa thông tin này rồi, vì cái thông tin này là chính xác. Bây giờ là hai cái người tấn công đó là ở chợ Gò Vấp, ở quận Gò Vấp, và hai cái vị sư đó là ở từ quận 12 qua để mà khất thực nha. Và bây giờ thì thông tin là chính xác. Bây giờ mời tất cả mọi người cùng nghe nha. Một lần nữa thì Tâm xin cáo lỗi với tất cả mọi người nha, mong mọi người thông cảm bỏ qua cho Tâm. Và Tâm xin cảm ơn trước mọi người nha. Tuy rằng là mọi người cũng chưa có xúc phạm gì tới Tâm, nhưng mà Tâm tự thấy ái nái, bởi vì Tâm luôn luôn đưa sự thật. Nhưng mà có một cái clip Tâm hơi thiếu vội vàng quá, cho nên là đưa cái thông tin nó thiếu sự thật, thì Tâm xin cáo lỗi với tất cả mọi người. Còn bây giờ Tâm sẽ đưa thông tin chính xác, mời quý vị cùng nghe với Tâm nha. Một trong hai vị sư đã bị đánh tại Gò Vấp, chợ Gò Vấp lên tiếng để chia sẻ một số điều về sự thật cái ngày hôm đó như thế nào. Mời bà con theo dõi lắng nghe hết video từ sư nha. Người ta muốn gặp Phật tử đó, người ta muốn gặp thầy sư đó, thì sư mở hình ảnh đi. Rồi sư nói chuyện bữa hỏi cho nó rõ ràng hơn. Chứ tôi thì tôi không rành về sư nhiều. Bây giờ mấy anh đây đang ở chùa, không biết không, bên mạnh thường quân á, sư mấy mạnh thường quân giúp. Tại bây giờ như vậy, một clip sư ở phía sau mà sư bị Phật tử cái anh đó quýnh á, thì bây giờ một số khán giả họ thương các sư á, bây giờ họ muốn tìm giúp các sư, đặc biệt là sư Phước Tân nè, thì sư có thể chia sẻ về cái hình bữa đó làm sao mà bị quýnh, hay là làm sao sư có thể chia sẻ được con biết là. Nói chung ra thì sư vì vậy là chú mà đều không có nói tặng mặt gì, sư chỉ nói công tác thôi. Dạ dạ, sư nói công tác gì ạ? Hai sư thì đi bác ra, sư bác rồi chạy xe hôm qua tới cứ chọi chân lại cho hỏi ê mày, tụi mày là giả tu ở bên Gò Mối, tụi mày qua bữa nay tụi mày qua tới bên đây hả? Thì hai sư cũng nói vậy chơi đó là không bật tay à. Bật tay bắt đầu mới nói sư giả chứ bọn người ta rồi không nhảy trong bánh tiếp nữa. Hồi lúc bắt đầu là chú biết không, cái đoạn đó là quánh đâu quánh thật ba chặt rồi
phút đầu nó là không có quay kịp. À, vậy là một đoạn mấy phút đầu nữa. Chứ quá mất dạy đúng không quý vị? Nó ngồi trên xe nó tán ba chặt. Rồi nó mới tay lập thân rồi nó mới tức nó xuống chổi xe nó muốn chặt sao là người ta mới quay thôi, chứ mà chặt ba chặt đầu là nó có quay. Mà bây giờ rất là nhiều chặt bà con, nhưng mà người ta quay không kịp. Quân họ muốn giúp đỡ rồi gửi cho mấy sư một rưỡi ít cúng dường này kia hay là hỗ trợ mấy sư á, thì không biết là bây giờ bà con muốn giao cho sư như thế nào. Cũng nghe mà sợ lên mạng rồi ồn ào rồi này kia mấy chứ cũng không có thích cần lên mấy sư lặng. Dạ, tại bà thì tại bà con nó đăng bị lên này kia nọ rồi bị này kia ảnh hưởng tùm lum hết trơn á. Dạ, tại bà con họ thương thì họ muốn giúp mấy sư, hỗ trợ cho mấy sư một ít thôi. Chứ tụi con mới đi tìm mấy sư thì may quá gặp chỗ thầy ở đây thì có số một sư. Thì nếu mà mấy sư mà ấy thì chắc có lẽ là bọn con cũng chỉ ghi âm tiếng nói thôi, chứ bọn con cũng không có ghi hình mấy sư đâu. Đấy nên là mấy sư cũng yên tâm. Thì chú biết bây giờ chú về lặng lẽ, sư không muốn lên hình, muốn trao đổi mà ghi âm á. Thì chú biết không, chú chạy thẳng về quận 12 rồi sư chỉ đường vô. Dạ không, rồi. Chú đường nào sư? Vậy sư gửi vị trí qua cho chỗ thầy rồi tụi con chạy lên, con có gì con gọi lại sư cũng được. Không, để sư chỉ cho sư này xuống chỉ cho địa chỉ nè. Bởi vì sư cũng gửi chú huynh đệ đó, là sư đi hạ trên ngoài Kiên Giang á. À. Về đây bệnh đi không kịp, trễ hạ sư mới hẳn về đây. À dạ dạ. Không dạ. Tụi con ở gần quận 12 mà, tụi con nhà quận 12 mà. Thì sư đọc về địa chỉ lại cho con biết địa chỉ. Sư thầm nói chuyện với chú nè. Thì nói muốn giúp đỡ mình đó mà đưa nó giúp đỡ thầy. Nhưng mà bây giờ có cái là như thế này nè, nói chung là hai chứ là không có trốn tránh gì hết á. Dạ, tại vì bà con thương mà chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà chẳng may là cái lòng từ bi của mình á, mình đã muốn ẩn đi coi như để không có cái chuyện trên cộng đồng nó ồn ào. Cái thứ nhất là bên tôn giáo của mình đang xào xáo rồi. Dạ. Không muốn cái chuyện gì nó xảy ra nữa. Dạ, đây là tin chính xác. Hai cái vị sư này là ở quận 12. Cho nên là do sơ suất của Tâm, do cái sự nóng vội thông tin, bởi vì rất bức xúc đó quý vị. Có bạn bè thì nhắn tin, mình cũng đã hỏi rồi, nhưng mà tại vì mình thấy cái chuyện này nó quá bức xúc đi, cho nên mình muốn đưa đến cho tất cả cộng đồng để mọi người cùng truy tìm cái tên thanh niên này. Cho nên là do cái sự thiếu cái kiềm chế của mình, do cái sự nóng vội của mình mà đưa ra một cái sự lầm lẫn như vậy, thì một lần nữa Tâm cũng xin tất cả mọi người bỏ qua cho Tâm, quan hệ bỏ qua, thì Tâm sẽ hứa từ nay sẽ khắc phục, đưa những cái thông tin chính xác. Trước khi mà làm cái thông tin gì thì Tâm cũng sẽ tìm hiểu chính xác, thật chính xác, cụ thể thì Tâm mới đưa lên. Một lần nữa Tâm xin cầu chúc cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và an vui trong cuộc sống. Dạ, mong mọi người quan hệ bỏ qua cho em nhé. Dạ, em xin cảm ơn nhiều ạ. Ha 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 ha.